Xin chào các bạn, mình là Vinh. Xin chào các bạn, mình là Vinh. Và đây là một khung cảnh quen thuộc showroom của Hai Bánh. Và chính tại nơi này, mình sẽ đánh giá nhanh chiếc KTM Dub 790 vừa mới được cập bến Việt Nam. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Chiếc xe này được nhiều anh em truyền tai với nhau rằng là một con xe sở hữu nhiều công nghệ nhất trong những đối thủ có cùng phân khúc. Sự thật có phải như vậy hay không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh giá xem chiếc xe này sở hữu những gì. Nói về phần đầu đèn của chiếc KTM Dub 790 này thì sở hữu phần đầu đèn là tương tự như phiên bản 390 trước đó. Hai bên là hai dãy led trắng, ở giữa được tách biệt ra với 3 tầng, mỗi tầng là một bóng led. Và bây giờ chúng ta sẽ mở thử đèn. Phần đầu đèn này là một điểm nhấn khác biệt của KTM so với những mẫu xe khác. Ở phía trên của phần đèn đó chính là hai quả xi nhan. Hai quả xi nhan này được làm bằng led luôn nha các bạn. Đây, phần đèn led này nằm tách biệt hơn so với phần chó đèn, giúp người khác dễ dàng nhận thấy xe của chúng ta. Mà vị trí mà KTM đặt cho phần xi nhan này cũng là gọn gàng hơn, nó không bị nằm lòi qua hai bên gàng áo như là những mẫu xe khác. Nói về chiếc đồng hồ của KTM Dub 790 này thì đồng hồ là sử dụng đồng hồ TFT màn hình màu với kích thước là 5 inch. Thì điều đáng tiếc nhất ở trên chiếc đồng hồ này mà Vinh nhận thấy đó chính là các thông số hiển thị cơ bản vẫn được đặt nằm dọc hai bên đồng hồ, chưa được tích hợp thẳng vào bên trong của màn hình LCD như là phiên bản 1290 trước đó mà Vinh đã review. Ở đây thì rất nhiều những thông số hiển thị như là báo số nè, báo tua máy, km, xăng, rồi nhiệt độ nè, báo giờ, chip AB. Ngoài ra thì trên cụm công tắc của chúng ta cũng có thể điều chỉnh các thông số của bên trên phần đồng hồ, như là bấm vô nè, rồi lên xuống để chọn, rồi bấm chọn rồi hoặc là thoát ra, rất là dễ thao tác. Ngoài ra đồng hồ còn có thể kết nối với điện thoại thông minh thông qua phần Bluetooth để chúng ta có thể nhận cuộc gọi cũng như là chuyển nhạc. Và bây giờ sẵn đây thì Vinh cũng sẽ chia sẻ đến cho các bạn, đó chính là cụm công tắc mà con xe 790 này đang sử dụng. Là bên trái là vẫn là những cái nút cơ bản như là kèn nè, xi nhan, đằng trước là vaccine hoặc là pha code. Ngoài ra thì còn có những cái nút dùng chúng ta dùng để set các chức năng bên trên phần đồng hồ. Tuy nhiên điểm thiếu ở trên chiếc cụm này mà Vinh nhận thấy đó là thiếu chế độ hazard. Và còn cụm công tắc bên phải thì đơn giản như các mẫu xe phân khối lớn khác, đó chính là một nút đề và tắt máy nhanh. Ngoài ra thì chúng ta không thể nào mà nhìn thấy hai sợi dây ga lườm thườm phía bên dưới nữa, bởi vì chiếc xe này đã sử dụng công nghệ bướm ga điện tử. Và một điểm mà rất đặc biệt ở trên hai chiếc cụm công tắc của chiếc KTM 790 này đó chính là để mình tắt đèn cái đã rồi mình cho các bạn xem. Và bây giờ mình sẽ tắt đèn để chia sẻ cái điều khác lạ trên chiếc KTM 790 này. Và đây là điểm mình thích nhất trên chiếc KTM 790 này, đó chính là hai phần cụm công tắc hai bên khi mà để trong bóng tối sẽ phát ra ánh sáng trắng rất là đẹp ở các ký hiệu trên cụm. Đó là điểm khác biệt mà Vinh muốn tắt đèn rồi mới giới thiệu đến cho các bạn. Nói về phần tay thắng và tay côn của xe thì đây là một điểm làm Vinh hơi bị buồn một tí xíu, bởi vì phần tay thắng bên ngoài được làm hơi thô, không đẹp. Tuy nhiên bù lại ở phần cụm tay thắng là được trang bị một chiếc bình dầu to lớn với một màu khói vô cùng đặc trưng, rất là đẹp. Còn ở phần tay côn thì cũng được trang bị thêm một núm chỉnh dùng để tăng đưa biên độ tay thắng, rất là tiện lợi cho người sử dụng. Và điểm khác biệt ở chiếc cụm thắng dầu này mà Vinh nhận thấy đó chính là vị trí ốc gió được đặt ở một góc vô cùng gọn gàng trên chiếc cụm. Nói về phần bình xăng thì KTM 790
sở hữu riêng cho mình là bình xăng 14 lít kết hợp bên ngoài là một phần nhựa của dàn áo để giúp cho bình xăng thêm phần cơ bắp. Và chi tiết dàn áo này sẽ giúp cho người dùng dễ dàng tì chân vào khi mà ngồi điều khiển trên xe. Và ở ngay góc này là một đường rãnh nhỏ để chúng ta có thể dễ dàng quan sát phần nước mát bên trong, vô cùng tiện lợi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần yên xe của chiếc KTM DUB790 này. Phần yên được làm với một màu đen đơn giản, ở giữa được làm nhám để khi mà chúng ta ngồi trên xe không bị trượt về phía trước khi chúng ta thắng hoặc là bất kỳ trường hợp nào xảy ra. Ở phần yên sau thì có một cái logo của KTM, ở phần yên trước thì có một chữ DUB. Và tổng chiều cao của phần yên xe rơi vào khoảng 825mm. Tuy nhiên, một người cao 1m6 như Vinh vẫn có thể ngồi được chiếc xe này. Đây là thông tin thật sự là rất vui cho cá nhân Vinh, bởi vì bữa giờ sự là đánh giá rất là nhiều xe phân khối lớn rồi, nhưng mà đây là chiếc đầu tiên mà Vinh có thể tự tin mà leo lên ngồi. Đây, các bạn có thể thấy, mặc dù tổng chiều cao yên là 825mm, nhưng mà với Vinh, 1m6 vẫn có thể nhón chân và ngồi thoải mái chiếc xe này. Trọng lượng khô của chiếc xe rơi vào khoảng 169kg và trọng lượng ước là 189kg. Với một trọng lượng tuyệt vời như thế này, Vinh mặc dù nhón chân vẫn có thể tự do mà di chuyển chiếc xe một cách nhẹ nhàng. Phần dàn áo được làm lại vô cùng tối giản với những góc cạnh của phần động cơ được lòi ra ngoài khá nhiều. Tuy nhiên ở ngay phần ốp đuôi sau này lại có một rãnh gió. Đây cũng được xem là một điểm nhấn và một điểm khí động học cho chiếc xe. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy chiếc KTM DUB790 này tự nhiên lại có thêm một chiếc cản. Và chiếc cản này không đơn giản đâu nha các bạn. Theo như KTM chia sẻ với Vinh thì chiếc cản này được làm bằng chất liệu sợi carbon nguyên khối. Nó tương tự như phần ốp đuôi sau của chiếc KTM DUB 1290 mà Vinh đã review trước đó. Thì phần cản này làm cho chiếc xe tuy nhìn nó hiền hơn nhưng mà chúng ta có thể dễ dàng dắt xe. Đây là một điểm khá hay trên chiếc KTM DUB 790 này. Và phần cản này nếu mà theo Vinh mua về thì Vinh sẽ tháo bỏ chiếc cản này ra để cho chiếc xe thêm phần ngầu hơn và gọn gàng hơn ở phần đuôi sau. Nói về phần đèn hậu thì chúng ta có thể thấy, Vinh quên, đáng lý là đèn hậu của những chiếc xe khác là nằm ở đây. Còn đối với KTM DUB790 thì phần đèn hậu, những kỹ sư đã dời nó ra phía bên ngoài phần dè và được tích hợp bên trong là một dãy đèn LED đem lại ánh sáng mạnh mẽ hơn. Và phần dè này cũng khác biệt hơn là được tích hợp phần đèn hậu sẵn bên trên đây, cho nên chúng ta rất là khó để có thể mà tháo bỏ dè và ốp biển số vào bên trong gầm. Tuy nhiên cái phần dè này Vinh lại đánh giá vô cùng cao, bởi vì hai bên dè được làm tiết diện rộng hơn, hạn chế tình trạng là bụi bẩn cát đá bên dưới bắn lên người ngồi phía bên trên. Đó là một chi tiết khá hay trên chiếc KTM DUB790 này. Đến với những công nghệ nơi phần dàn chân trước thì chiếc KTM DUB790 này sở hữu một cặp phuộc đến từ thương hiệu WB. Thì cặp phuộc này sở hữu đường kính của ti phuộc là 43mm, kết hợp cùng với đó là một cặp heo gầu được khắc logo KTM, mang là 4 bích đối xứng mỗi bên. Và cặp đĩa thắng mà chiếc xe sử dụng là cũng đến từ thương hiệu Gaffer, mang kích thước là 300mm. Bên dưới phần chản 3 sẽ là một cây trợ lực tự động cân bằng cũng đến từ thương hiệu WB. Thì mẫu trợ lực này sở hữu một cái tông màu đen tương tự như là phiên bản nằm trên chiếc KTM DUB 1290 mà Vinh đã đánh giá trước đó. Và những công nghệ nơi phần dàn chân sau cũng không thua kém một chút nào so với phần dàn chân trước. Đó là mẫu phuộc mono sóc sử dụng khí nén, chúng ta có thể điều chỉnh được lực nhúng của cây phuộc. Ngoài ra thì ngay phần gác chân thì Vinh còn nhận thấy sử dụng ben đạp được khắc logo KTM, phía bên trên là một chiếc bình dầu trong suốt cung cấp dầu thắng cho phần ben đạp. Và phía hệ thống phanh phía sau là một chú heo dầu một bích, kết hợp cùng với đó là chiếc đĩa thắng mang kích thước là 240mm. Và một công nghệ an toàn không thể thiếu trên những mẫu xe phân khối lớn, đó chính là công nghệ chống bó cứng phanh ABS cho cả bánh trước và bánh sau. Nói về phần gấp, đây là một phiên bản gần như là được nâng cấp từ mẫu KTM 390, một quyền thoại mà những anh em chơi Exeter Winner hay dùng để chế. Thì mẫu gấp này được làm to lớn hơn, nếu mà được chế qua những chiếc xe nhỏ thì chắc là sẽ hầm hố lắm. Và cặp mâm mà chiếc xe này trang bị là cặp mâm được làm bằng chất liệu nhôm đúc, được sơn một tông màu cam quen thuộc của thương hiệu KTM, với kích thước vỏ ở cho bánh trước là 120/70/17 và vỏ sau sẽ là 180/55/17. Và cặp vỏ được trang bị nguyên bản theo xe sẽ là Michelin Go 5
Vậy đây là một cặp vỏ cực kỳ tốt. Và chắc chắn một điều là khi chúng ta mua KTM đúp 790 này về là không cần phải tốn tiền thay thêm một cặp vỏ nữa. Nói về phần ống xả, đây là một thiết kế cơ bắp và to lớn khác biệt mà kỹ sư muốn dành cho chiếc KTM đúp 790 này. Phần bô được bắt khá cao, khiến cho phần miệng bô được gần như là đưa tới tận tới phần cản. Và tư thế bắt bô như thế này có thể khiến cho chiếc KTM đúp 790 này thách thức được tất cả những cung đường nước ngập ở Việt Nam. Thậm chí là đoạn đường mà huyền thoại như là Nguyễn Hữu Cảnh cũng không thể nào khiến cho chiếc KTM đúp 790 này có thể bị tắt máy. Và bây giờ chúng ta sẽ test thử tiếng bô của chiếc xe. Đối với phần động cơ thì ngay chi tiết này chúng ta sẽ thấy có một lớp kính trong suốt để người dùng có thể thường xuyên kiểm tra được tình trạng nhớt của chiếc xe. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những thông số kỹ thuật liên quan đến phần động cơ. Mẫu xe này được trang bị khối động cơ là LC8C với chữ C cuối cùng là viết tắt của từ compact, ý nghĩa là sự gọn gàng. Là loại động cơ 2 xi lanh song song với dung tích là 798 phân khối, DOHC và làm mát bằng chất lỏng. Sản sinh công suất lên đến 103 mã lực tại 9.000 vòng một phút và moment xoắn là 86 newton tại 8.000 vòng trên phút. Đi kèm với đó là hộp số 6 cấp được tích hợp thêm chế độ sang số nhanh, whip shift 2 chiều. KTM đúp 790 hấp dẫn với nhiều công nghệ cao cấp như là bướm ga điện tử, hệ thống phanh ABS trong cua, kiểm soát lực kéo MTC, kiểm soát trượt bánh sau MSR, Lost Control, cùng với đó là 4 chế độ lái, shift, bọt, rain, chắc. Và tất cả những gì liên quan tới hệ thống phanh của chiếc KTM đúp 790 này đều đến từ thương hiệu Zeekr, đến từ Tây Ban Nha. Thì cái chữ Zeekr này mình cũng không biết mình đọc đúng hay không, nên mình sẽ bỏ phụ đề bên dưới. Nếu có sai thì các bạn đừng la mình nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại những công nghệ nổi bật của chiếc KTM đúp 790 này. Đó chính là đây là chiếc xe Nextbike tầm trung đầu tiên của KTM được sử dụng công nghệ là 2 xi lanh song song. Chiếc xe sở hữu tổng chiều cao yên là 825mm, dung tích bình xăng là 14 lít, tổng trọng lượng ước của chiếc xe là 189kg. Với những trang bị nổi bật như là bướm ga điện tử, quick shift 2 chiều, traction control cũng như là đo được cả góc nghiêng của xe. Chiếc xe này vẫn đang trong thời gian đăng kiểm cho nên vẫn chưa có giá bán chính thức. Và theo như đồn đoán của nhiều người thì chiếc xe sẽ rơi vào khoảng từ 300 đến 350 triệu. Và phía trên là tất cả những thông tin mà Vinh biết được về chiếc KTM đúp 790 này. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau.